giảm giá 500k nhân ngày đầu tháng mọi người này. Ok, chào mọi người nhá. Thì buổi sáng hôm nay điện máy An Gia sẽ lên một cái video. Thì video này mình sẽ giới thiệu cho các bác, đây là con máy lọc không khí Panasonic 70XT đến 2021 này. Một con máy cực kỳ tuyển luôn, máy rất là mới luôn, hàng được đấu giá nhá. Con này nó phải mới tầm gần như là 95-96, gần 99% gì đó. Đại khái thế, mỗi người một cái mắt nhìn, nhưng đại khái là rất là mới luôn. Đấy, thì trước mắt các bác đây thì con máy này thì hiện tại bây giờ bên em hôm nay ngày mùng 1 tháng 10 năm 2023 thì ngày đầu tháng bên em giảm giá, giảm thêm 500k nữa mọi người nhá. Và giá bây giờ chỉ còn là bao nhiêu? 7 triệu thôi mọi người ạ. Bình thường em bán con này là 7 triệu rưỡi và con này bây giờ 7 triệu, giá rẻ nhất thị trường bây giờ luôn. Bây giờ các bác đi có đi mua giá thợ bây giờ cũng phải suýt soát 7 triệu rồi. Đấy, và em bán lẻ mà em bảo hành 1 năm cho mọi người mà em bán giá có 7 triệu. Đấy, giá máy cực kỳ tốt luôn và sở hữu một chiếc máy lọc không khí Panasonic mọi người nhá. Đấy, hàng là cực kỳ tuyển. Hình ảnh em đang quay rất là thực tế, hàng nguyên zin nhá. Đấu giá lướt. Đây ạ, em đang quay hình ảnh rất là thực tế này. Đấy, hôm nay là những bắt đầu vào bộ ô nhiễm mọi người nhá. Đấy, cảnh báo bụi mịn này. Đấy, các loại bụi này. Đấy, con này là Panasonic Nano X thế hệ 2 rồi mọi người nhá. Thì gấp 3 lần thế hệ 1. Đấy, về khả năng diệt khuẩn. Máy móc thì nó rất là mới luôn mọi người nhá. Màng lọc rất là mới. Đây em đang quay hình ảnh rất là thực tế. Con này date 2021 nhá, mọi người nhá. Date 2021. Đây em sẽ quay cho mọi người thông số về date này. Đây. Đấy, Panasonic VC70XT 57W date 2021. Con này thì dùng lọc không khí và bù ẩm, dùng cho khoảng 40m2 mọi người nhá. Đấy, máy rất là tuyển luôn. Các bác nhìn cái góc cạnh này, nó hàng đấu giá này là lựa từng con một luôn. Hàng cực kỳ tuyển. Thì bác nào có nhu cầu về con máy lọc không khí này thì liên hệ bên em nhé. Một chiếc duy nhất và giảm giá duy nhất ngày hôm nay thôi. Và ngày mai sẽ không còn giá này nữa. Duy nhất ngày hôm nay các bác nhá. Duy nhất ngày hôm nay thôi. Rồi, cảm ơn mọi người.